Kính chào và kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Mỹ cùng một số nước phương Tây đã hoàn tất một thỏa thuận trao đổi tù nhân mang tính lịch sử với Nga. Đây là một trong những sự kiện ngoại giao lớn nhất giữa hai bên kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Mỹ. Sau hơn một năm đàm phán kín, Mỹ cùng các nước phương Tây và Nga đã đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân. Cụ thể, Nga trả tự do cho 16 tù nhân để đổi lại 8 người Nga bị phương Tây giam giữ được phép về nước. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng cuộc trao đổi tù nhân này không đồng nghĩa với sự thay đổi chính sách của Mỹ với Nga, song đây sẽ là một bước tiến quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa Washington và Moscow, mở ra cơ hội cho những cuộc đàm phán tiếp theo trong tương lai. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đánh giá cao sự sát cánh của các đồng minh trong việc thực hiện thỏa thuận này. Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân tới sân bay Vnukovo 2 của Moscow để chào đón sự trở về của một số công dân Nga được trả tự do. Điện Kremlin cho biết quyết định ân xá và trả tự do cho các tù nhân của Moscow nhằm đưa các công dân Nga bị giam giữ ở nước ngoài trở về nước. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng lên tiếng hoan nghênh cuộc trao đổi tù nhân này. Thỏa thuận trao đổi tù nhân mang tính lịch sử giữa Mỹ và Nga cho thấy vai trò lãnh đạo của Tổng thống Biden và sức mạnh của các mối quan hệ đồng minh đối tác. Một quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ cũng cho biết, một giờ trước khi Tổng thống Biden đưa ra tuyên bố không tái tranh cử, thì ông đã gọi điện cho người đồng cấp Slovenia để thúc giục họ thực hiện và sắp xếp các bước cuối cùng đưa thỏa thuận này đến đích. Kiều Trang, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Washington DC, Mỹ. Hai vụ tấn công nhằm vào thủ lĩnh của hai lực lượng Hamas của Palestine và Hezbollah ở Liban đã thổi bùng căng thẳng tại Trung Đông. Ngày hôm qua, Hezbollah thông báo đáp trả bằng một loạt tên lửa vào khu vực miền Bắc Israel, trong khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố là sẽ có phản ứng quân sự đối với vụ giết hại thủ lĩnh Hamas. Thông báo của Hezbollah nêu rõ, lực lượng này đã phóng hàng chục tên lửa vào phía nam một ngôi làng của Israel gây ra thương vong. Ngay sau vụ việc, lực lượng không quân Israel cũng đã oanh kích nhằm vào nơi các tên lửa của Hezbollah được phóng đi. Đây cũng là cuộc tấn công đầu tiên của Hezbollah sau khi Israel tuyên bố hạ sát một chỉ huy cấp cao của lực lượng này đêm 30 tháng 7 bằng một vụ không kích. Cùng ngày, thủ lĩnh lực lượng Houthi ở Yemen đã tuyên bố sẽ có phản ứng quân sự đối với vụ giết hại thủ lĩnh chính trị Hamas, Ismail Haniyeh, với cáo buộc chính Tel Aviv là bên gây ra vụ việc. Trong khi đó, các nguồn tin khu vực cho biết Iran và các nhóm vũ trang đang chuẩn bị các hành động phối hợp để tung ra các đòn trả đũa. Tuy nhiên, khi được hỏi về vụ ám sát ông Haniyeh, người phát ngôn quân đội Israel hôm qua khẳng định quân đội Israel không tiến hành bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ Iran trong đêm 30 tháng 7. Trước tình hình căng thẳng tại Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng ngày đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan Al Saud về những diễn biến đang xảy ra, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được lệnh ngừng bắn bền vững ở Gaza để đảm bảo việc thả con tin, cũng như ngăn chặn sự leo thang hoặc lan rộng của cuộc xung đột. Trong lúc căng thẳng tại Trung Đông đang có nguy cơ bùng phát, ngày 1 tháng 8, xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại dải Gaza đã bước sang ngày thứ 300. Dù thương vong trong các đợt giao tranh tăng lên từng ngày, song đến nay các bên vẫn chưa thể thu hẹp bất đồng để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin. Liên Hợp Quốc dẫn số liệu của Cơ quan Y tế Gaza cho biết, tính đến ngày 31 tháng 7, xung đột tại Gaza đã khiến hơn 39.000 người thiệt mạng và hơn 91.000 người bị thương. Trong số các nạn nhân xấu số có hơn 9.000 trẻ em, 2.400 người lớn tuổi và khoảng 5.300 phụ nữ. Theo Liên Hợp Quốc, thống kê hồi tháng 4 cũng cho thấy hơn 250 nhân viên của tổ chức này đã thiệt mạng tại Gaza. Về phía Israel, vụ tấn công xuyên biên giới của lực lượng Hamas vào miền nam nước này ngày 7 tháng 10 năm ngoái đã khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, gần 2.200 người bị thương và 250 dân thường bị bắt cóc. Cũng trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã khẳng định một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas là cách duy nhất để ngăn chặn vòng xoáy bạo lực tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tránh các hành động leo thang xung đột. Giới chức Anh hôm qua đã bày tỏ quan ngại sâu sắc việc leo thang căng thẳng gần đây giữa Israel và phong trào Hezbollah tại Liban. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông đang trở nên căng thẳng sau khi thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas, Ismail Haniyeh, thiệt mạng tại Iran. Tại cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Liban, Nabi Berri ở thủ đô Beirut, phái đoàn Anh gồm Ngoại trưởng David Lammy và Bộ trưởng Quốc phòng John Healey cảnh báo bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng có thể khiến xung đột lan rộng trong khu vực. Về phần mình, ông Berri cho biết Liban sẵn sàng tự vệ dù không muốn xung đột xảy ra.
Cũng trong chuyến thăm Liban, phái đoàn Anh đã gặp Thủ tướng nước chủ nhà Najib Mikati. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Mikati cáo buộc Israel vi phạm chủ quyền Liban và luật pháp quốc tế khi tấn công lãnh thổ nước này. Ông nêu rõ sẽ chỉ có giải pháp chính trị duy nhất thông qua việc thực hiện các nghị quyết quốc tế, bao gồm nghị quyết 1701, đồng thời kêu gọi Anh và cộng đồng quốc tế ngăn chặn Israel thực hiện hành động trên. Trong khi đó, một số hãng hàng không quốc tế như Air Algérie của Algeria, hãng hàng không quốc gia Kuwait đã thông báo hoãn hủy các chuyến bay đến và đi từ thủ đô Beirut của Liban do căng thẳng leo thang giữa Hezbollah và Israel. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 đang nóng lên từng ngày. Ngày hôm qua, Đảng Dân Chủ bắt đầu bỏ phiếu trực tuyến xác nhận đại diện ra tranh cử, trong khi quỹ tranh cử của ứng viên Đảng Cộng Hòa là cựu Tổng thống Donald Trump không ngừng tăng lên. Theo kế hoạch, cuộc bỏ phiếu điện tử của Đảng Dân Chủ kéo dài 5 ngày với gần 4.000 đại biểu, chủ yếu là các nhà hoạt động cơ sở và chính trị gia được phân bổ trong quá trình bầu cử sơ bộ, tham gia bỏ phiếu để xác nhận ứng cử viên đại diện đảng ra tranh cử vào tháng 11 tới. Cuộc bỏ phiếu trực tuyến được tổ chức thay thế cho hình thức bỏ phiếu trực tiếp, thường diễn ra trước Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Cuộc bỏ phiếu này diễn ra 2 tuần sau khi đương kim Tổng thống Joe Biden thông báo chấm dứt chiến dịch tái tranh cử và giới thiệu Phó Tổng thống Kamala Harris, 59 tuổi, thay thế ông trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Và chỉ trong một tuần tranh cử, chiến dịch tranh cử của bà Harris đã huy động được khoảng 200 triệu đô la Mỹ, đồng thời có hơn 170.000 tình nguyện viên mới đã đăng ký tham gia chiến dịch này. Trong khi đó, quỹ tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump trong tháng 7 vừa qua đã tăng 24% so với tháng trước đó. Sau vụ ám sát bất thành hôm 13 tháng 7, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã huy động được gần 140 triệu đô la Mỹ chỉ trong tháng 7. Tính trong quý 2, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã huy động được 331 triệu đô la Mỹ, vượt mức 264 triệu đô la Mỹ mà ứng cử viên Đảng Dân Chủ khi đó là ông Joe Biden huy động được trong cùng kỳ. Hôm qua, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác còn gọi là OPEC Cộng đã khẳng định duy trì cam kết về chính sách cắt giảm sản lượng dầu hiện tại. Trong tuyên bố sau cuộc họp ngày 1 tháng 8, Ủy ban Giám sát chung cấp Bộ trưởng của OPEC Cộng cho biết đã xem xét số liệu khai thác dầu thô cho tháng 5, tháng 6 và ghi nhận mức độ tuân thủ tổng thể cao của các nước thành viên OPEC Cộng. Ủy ban cũng nhấn mạnh cam kết của ba nước Iraq, Kazakhstan và Nga trong cuộc họp về việc tuân thủ hoàn toàn kế hoạch sản lượng hiện tại. Tuần trước, Ủy ban Thư ký OPEC đã nhận được kế hoạch bù đắp của ba nước này đối với sản lượng dầu khai thác quá mức trong nửa đầu năm nay. Trước đó, tại cuộc họp hồi tháng 6 vừa qua, các bộ trưởng OPEC Cộng đã quyết định kéo dài chính sách cắt giảm sản lượng ít nhất tới quý 3 năm nay. 8 quốc gia OPEC Cộng kéo dài việc cắt giảm sản lượng tự nguyện 2,2 triệu thùng mỗi ngày cho tới cuối tháng 9 tới và sẽ từng bước tăng dần sản lượng cho tới cuối tháng 9 năm sau. Tại cuộc họp hôm qua, các nước thành viên OPEC Cộng lưu ý việc hạ dần mức độ cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện có thể bị dừng lại hoặc đảo ngược, phụ thuộc vào các điều kiện của thị trường. Dự kiến cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Giám sát chung các bộ trưởng của OPEC Cộng sẽ diễn ra vào đầu tháng 10 tới. Tiếp nối bản tin, mời quý vị sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật. Hôm qua, những trận mưa rào rải rác tiếp tục trút xuống khắp thủ đô Paris của Pháp, nơi đang diễn ra Olympic mùa hè 2024. Trong tuần qua, việc thời tiết thay đổi đột ngột với mưa dông kèm sấm sét, bầu không khí lúc ẩm ướt với độ ẩm cao, lúc lại oi bức, đã khiến ban tổ chức Olympic phải hoãn thi 3 môn phối hợp nam. Trước đó, mưa lớn cũng đã khiến màn khai mạc Olympic Paris bớt cuồng nhiệt khi cả vận động viên và khán giả đều chịu cảnh ướt đẫm dưới mưa. Dự kiến trong ngày hôm nay, mùng 2 tháng 8, Paris sẽ đón nắng với nhiệt độ tối đa là 27 độ C. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa bang California của Mỹ vẫn đang nỗ lực dập tắt Park Fire, đám cháy lớn thứ 5 trong lịch sử bang này. Gần 6.000 lính cứu hỏa đã phải chạy đua với thời gian để chiến đấu với đám cháy ở khu vực hoang dã của thung lũng trung tâm tiểu bang. Tính đến ngày 1 tháng 8, đám cháy đã thiêu rụi hơn 1.550 km2 đất rừng, đồng thời phá hủy và làm hư hại gần 480 công trình. Trong khi đó, đám cháy rừng quy mô lớn tại phía bắc Colorado, còn gọi là đám cháy núi Alexander, đang ngày một trở lên nghiêm trọng khi đã lan rộng đến hơn 20.000 km2. Sông Seine nằm ở trung tâm Paris đang là tâm điểm của Thế vận hội Olympic Paris 2024. Với những du khách muốn ngắm nhìn những địa điểm nổi tiếng nhất của thủ đô nước Pháp, một chuyến tham quan bằng thuyền trên sông Seine là một lựa chọn quyến rũ. Với rất nhiều du khách đến thủ đô nước Pháp, du ngoạn trên sông Seine là điều không thể bỏ qua.
Nhóm du khách này đến từ Thái Lan kỷ niệm sinh nhật của họ bằng chuyến đi thuyền hạng sang này. Rượu sâm banh chảy tràn khi họ đi qua các địa điểm ven sông. Tháp Eiffel, bảo tàng Louvre nổi tiếng và nhà thờ Đức Bà vẫn đang được sửa chữa, bảo tàng Orsay. Nếu đi vòng quanh thành phố, tôi nghĩ đây là góc nhìn mang tính biểu tượng nhất. Sáng nay chúng tôi đã đến nhiều nơi để chụp ảnh với tháp Eiffel, nhưng tôi nghĩ đây là nơi đẹp nhất. Theo Hội đồng Du lịch thành phố, gần 37 triệu người đã đến thăm Paris vào năm ngoái. Sông Seine là trung tâm trải nghiệm của họ, uốn lượn khoảng 8 dặm qua thành phố. Sự giàu có của các di tích lịch sử dọc theo bờ sông khiến nó được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1991. You know, it's the most beautiful avenue in Paris, I think. Tôi nghĩ đó là nơi đẹp nhất ở Paris, sông Seine. Vì vậy, sông Seine là nơi mọi người cảm thấy rất thoải mái và thư giãn. Họ có thể nhìn thấy Paris theo cách mà chúng ta không bao giờ có thể nhìn thấy Paris. Never we can see Paris. Nhóm này đã thuê một chiếc thuyền riêng để du ngoạn sông Seine. Đây là một trải nghiệm xa xỉ, cho phép họ đi thuyền đến bất cứ nơi nào mà họ muốn và dừng lại gần những địa điểm mà họ thấy đặc biệt đẹp. Đối với khách du lịch có ngân sách eo hẹp hơn thì những chiếc thuyền lớn là lựa chọn hợp lý. Tôi nghĩ khách hàng của chúng tôi thích ở bên nhau như một gia đình, bạn bè. Tôi nghĩ họ tự do hơn là trên những chiếc thuyền lớn. Vì vậy, trải nghiệm sẽ rất độc đáo nếu bạn ở trên một chiếc thuyền nhỏ hơn là một chiếc thuyền lớn. Hiện nay có nhiều công ty cung cấp trải nghiệm riêng tư sang trọng trên sông Seine. Đối với những người thích tìm hiểu về lịch sử, thì nhà hàng ven sông này cũng có bến tàu cho một số chiếc thuyền cổ điển. Trong số các tàu có một chiếc được đóng ở Venice vào những năm 1960 và một chiếc ở Thụy Điển được thiết kế vào năm 1930 bởi kiến trúc sư hải quân nổi tiếng Carl Gustav Petersen. Một chuyến du ngoạn trên sông kéo dài khoảng 1 giờ rưỡi có giá lên tới 1.000 euro. Chúng tôi chuyên về những chiếc thuyền cổ điển, đặc biệt là từ những năm 30 đến những năm 60. Tại sao vậy? Bởi vì tôi nghĩ rằng giai đoạn này, đối với lịch sử kiến trúc hàng hải, là một thời kỳ hoàng kim. Tôi thích thiết kế của những chiếc thuyền từ những năm 20 đến những năm 60. Nhu cầu về các chuyến du ngoạn trên sông riêng tư sang trọng đã tăng vọt trong những năm gần đây. Trong Thế vận hội mùa hè này, sông Seine trở thành tiêu điểm bởi đây là nơi diễn ra lễ khai mạc, cũng là nơi diễn ra các môn thi đấu dưới nước. Mặc dù thời tiết không ủng hộ, nhưng người dân Paris và đặc biệt là những người hàng ngày làm việc trên dòng sông, họ cảm thấy thích thú và tự hào được tham gia vào sự kiện. Sau 12 năm đóng cửa sửa chữa, con đường lãng mạn nhất thế giới Via della More đã mở cửa đón khách trở lại. Địa điểm này đã được các tạp chí du lịch trên thế giới mệnh danh là con đường lãng mạn nhất thế giới, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1997. Via della More, con đường tình yêu, trải dài khoảng 1 km bên vách đá treo leo nhìn ra biển Liguria, nối hai ngôi làng đẹp như tranh vẽ Rio Maggiore và Manarola thuộc vùng Cinque Terre. Bước chân trên con đường lãng mạn, du khách sẽ được đắm mình trong khung cảnh giữa núi và biển, những bức tường và ghế ngồi khắc họa các vị thần tình yêu. Mỗi mùa trong năm, Via della More lại mang đến một vẻ đẹp riêng. Mùa xuân, hoa cỏ nở rộ. Mùa hè, bầu trời xanh trong và ánh nắng vàng trên mặt biển. Mùa thu, lá cây chuyển màu vàng đỏ, tạo nên cảnh sắc lãng mạn. Và mùa đông, không khí se lạnh cùng làn sương mờ ảo. Bắt đầu từ ngày 9 tháng 8, Via della More sẽ chính thức mở cửa cho khách du lịch. Du khách sẽ cần đặt chỗ trước và phải trả phí khoảng 11 đô la Mỹ cho hướng dẫn viên trong suốt chuyến tham quan. Chính quyền Rio Maggiore cho biết rằng lượng người ra vào sẽ bị giới hạn ở mức tối đa là 400 người mỗi giờ, chia thành các nhóm 100 người sau mỗi 15 phút. Bản tin thời sự đầu giờ của Truyền hình Thông tấn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.